Hello, lo cần tôi cho lỗi chúng ta cả nhà quay trở lại kênh mình. Hôm nay chúng ta khởi đầu game Battlefield nào. Ok, let's go. Ok, nên đọc chúng ta đuổi theo con mèo để ăn lại thu thập ra những đồ xu. Ok, một cái scope đầu tiên. Rồi, đi hai tiền nào. Ok, một thịt siêu tiếp. Tiếp tục là một pháo bánh xong. Xuống nào. Ok, nhìn đây. Rồi, sáng nào. Ok, một túi sale nữa. Chúng ta biết được chúng ta được thưởng món quà gì. Ok, Wally của chúng ta sẽ phải chiến đấu với cái chiếc UAO này. Ok, một quả bom nữa nào. Ok, hai quả bom nữa chúng ta sẽ phá được chiếc ô này. Rồi, đến nào. Oh my god, chúng ta bị trắng rồi. Ok, xuống. Chúng ta sẽ vào cánh cửa không gian nhé.
Đây nào. Sẽ đến với game Alpha 8 nhé. Ok, thằng update information. Rồi, chúng ta bắt đầu đua nào. Mình đang chọn chiếc xe BMW. Chúng ta sẽ đợi đủ 80 vào và chúng ta sẽ được đường đua. Come on out. Chúng ta đang ở vị trí thứ hai. Các bạn tránh các cái chiếc tàu hỏa đó nhé. Tăng tốc nào. Ok, đã đến một đoạn cua nó rồi. Chúng ta đang ở trong đường hầm. Oh my god, chiếc xe tàu hỏa đi rất là nguy hiểm. Chúng ta đang đua ở trong đường ray. Chúng ta sắp vượt qua xe xuống đất rồi. Cua động. Ok, ta vừa vượt qua chiếc xe thứ nhất. Alo. Ok, đây là chiếc xe thứ nhất rồi các bạn ạ.
vô số nào, một đoạn cua rất là rất là một cái cua tròn rất là khó. Rồi. Ok, sang đây nào. Rồi, chúng ta sẽ đến Nam Hải. Đâu và sợ thì tùng nát xèo nó không ai nào ok bay nào. Oh, lại một pha nữa tông rồi. Cua đọc, cua thèm, cua rất là khó. Ok, đã lấy đi tối nhiên. Tiếp theo mình sẽ chuyển sang game ăn phát chín nhé. Come on nào. Ok, bắt đầu đua nào. Rồi chọn cái xe màu cam này nhá. Come on. No. Oh.
và vẫn ở vị trí thứ 8. Tiếp theo mình sẽ đến với game Red Badge. Ok, bắt đầu di chuyển nào. No. Ok. No. No, chỉ là tí về đích đầu tiên lại bị vượt mặt rồi. Lại là gọi đâu. No. Đã bị chiếc ô tô đe lại về vị trí thứ hai. Ok, tiến lên nào. Ok, chúng ta đã về đích rồi. Sang được tiếp theo nào. Ok, nhau qua đây nhé. Ok, chúng ta đã biết đầu tiên tiếp. Tiếp theo mình sẽ chuyển sang game Cross City. Ok, chúng ta ở vị trí đầu tiên. Ra đây nào. Ok, thu phục được những tên nào nào. Nó no. Vượt mặt chúng ta, nó chạy qua rồi. Ok, chúng ta thu phục được hết bọn hồng luôn rồi. Bọn dân hồng nó bị tiệt chủng. À, chưa tiệt chủng bạn. Ok, một chân 60 dân rồi. À, 60 tên quân. Tiếp tục sẽ ăn bọn màu xanh nào. Chúng ta còn 40 giây. Ok, chúng ta đã chiến thắng rồi.
Theo mình sẽ chuyển sang game Cheating Tom 4. Ok, cắt tóc nào. Level 24 nào. Theo mình sẽ đến với game Chugas TV game TV show. Ok. Rồi kéo xuống nào. Rồi tạo ra con thú này nha. Ok. Và lại tới level 1 nào. Rồi cho con bé này cua xuống. Nó đi qua này. Cháu ông già này đang vẽ cái gì nào. Con chàng này là đang tán một cái băng gạc ở đầu của bé này. Có bé này đang máu chân. Oh. À, lục cười gì. Tiếp tục level 3. Ok, bóc một phòng ăn này. Rồi đến level 4 nhá. Ok. Tục level 5 nào. Chúng ta sẽ dị vào trong chiếc đồng hồ này. Có được thời gian trước khi anh ta xong. Rồi, chúng ta xong được một loại phân lên trên người anh chàng này. Chúng ta sẽ hát quay nhá. Ok, cho đổ hai tên này đi. Tiếp tục level 6. Chịu được nữa, chịu hơi được. Mình có 8 nào. Chúng ta sẽ cầm cái rìu này vào một cái cửa. Ok, sẽ cố gắng lên nhé. Tiếp tục sang level 9. Ok, bấm nút nào. Ta chạy mất rồi. Về đến level 12 nào.
Ok. Anh chàng này đang ngồi mà anh ta lấy lắm. Chúng ta tháo các mặt nạ của con ngoài đi ra. Ok, nhà vừa 14 đó. Chẳng ra chúng ta sẽ cho cái gì muốn để bay mặt ta. Tập đến nhà bờ 20. Mà ca sĩ đang hát của một đặc trạng bước bốc. Ok. Rồi cho hai người này kia chi mũi không. Tiếp tục nhà bờ 22. Rồi, nào. Ok, vậy là video của mình ngày hôm nay đến đây kết thúc rồi. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả mọi người ở bên sau. Cảm ơn tất cả bạn đã theo dõi video của mình.